Dạ, đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua phải nói anh em Hiệp sĩ Bình Dương giúp rất nhiều các cặp vợ chồng bên đây đã quay trở về với nhau. Đặc biệt ngày hôm nay thì rất nhiều các anh trai, các em trai ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin cầu cứu nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ, tìm chồng. Đặc biệt hôm nay thì đây một em trai tuổi đời cũng rất nhỏ về đây tìm một người vợ rất trẻ của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi chào em trai nhé. Em có thể em giới thiệu cho cô chú anh chị mọi người biết được em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, em họ tên là Phan Hoài Khang ạ. Phan Hoài Khang ạ. Dạ, đúng rồi. Em nhiêu tuổi đấy em? Dạ, năm nay em 24 ạ. 24 à? Dạ. Trẻ dữ vậy. Dạ. Em lấy vợ lâu chưa? Dạ, em lấy vợ cách nay cũng 6 năm ạ. Ồ, vậy là mười mấy tuổi lấy vợ? Dạ, 18. 18 tuổi lấy vợ sớm dữ vậy. Dạ. Sao mình cũng tuổi trẻ, thanh niên mà chơi bời cho nó thoải mái rồi mình lấy vợ sau. Cái nhân số em nhân số à, nhân số gồ lẫn nhau đúng không em? Dạ. Rồi cho anh hỏi là Khang Khang này quê là em ở đâu? Dạ, quê em ở Bến Tre. Quê Bến Tre à? Dạ. Mình gốc Bến Tre luôn hả? Dạ, gốc Bến Tre luôn ạ. Cho anh hỏi là hiện nay là em về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Dạ, giờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương tìm là vợ em về cho đoàn tụ với gia đình. Cho anh hỏi là vợ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, vợ em họ tên là Triệu Thị Trúc Linh ạ. Triệu Thị Trúc Linh. Dạ. Vợ em nhiêu tuổi rồi? Dạ, vợ em năm nay là 22 ạ. 22. Ồ, 22 tuổi. Sinh năm mấy? Dạ, sinh năm 2022. 2K2, năm nay 22. Trẻ dữ vậy. Dạ. Vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không em? Dạ, có. Có, em được mấy người con rồi? Dạ, được 2 người rồi. Con được em năm nay nhìn mấy tuổi rồi? Dạ, đứa 2 tuổi, đứa 4 tuổi. Trời ơi, vợ sớm dữ vậy. Con, hai đứa con luôn. Hai vợ chồng em làm công việc gì? Dạ, thường thường là em đi làm, vợ em ở nhà nuôi con. Ừ. Thấy vợ ở nhà cũng buồn quá nên em quyết định là nghỉ công việc đi về quê sống với vợ là làm công việc ở quê. Cho anh hỏi này, em nói lớn tiếng hả? Dạ. Ừ. Trước đây là vợ em sinh con. Dạ. Đúng không? Em để cho vợ ở nhà. Dạ. Là ở nhà là Bến Tre. Dạ đúng rồi. Phải không? Dạ. Là vợ sống ở gia đình nhà em hay là bên bên vợ? Dạ, sống bên gia đình nhà em. Ừ. Em có nhà riêng không? Dạ, hay nhà ba mẹ? Ở chung với ba mẹ. Ừ. Em được mấy anh chị em? Năm anh chị em mà ra riêng hết ba, còn hai người em út. À, em là út. Dạ. Em sống ở nhà luôn với ba mẹ luôn. Dạ. Rồi vậy là trong cái thời gian đó là em để cho vợ ở quê để chăm sóc con. Dạ. Đúng không? Là em làm công việc gì, vợ ở đâu? Dạ, là em làm công việc công ty ở Long An. Long An. Dạ. Từ Bến Tre sang Long An xa không em? Dạ, khoảng chừng 100 cây, 110 cây. Ồ, em có thể em chia sẻ cho anh biết là em làm công việc gì ở bên Long An? Dạ, em làm cho một công ty office. Lương cao không? Dạ, lương tầm 18, 16 triệu. Lương như vậy có đủ nuôi vợ con không? Dạ, cũng đủ anh. Đủ ha. Em đi như vậy là bao nhiêu ngày em về thăm vợ một lần? Dạ, một tuần em về thăm vợ một lần. Em về thấy vợ con vui vẻ không? Dạ, nó mừng lắm ạ. Mừng lắm ha, vợ rất mừng ha. Lâu lâu tuần chồng về thăm là vui rồi. Dạ. Còn nếu về hàng ngày thì nhiều khi không có tiền. Dạ, xa tuần. Quá, xa quá. Đúng rồi, cũng xa mà. Anh chị em cũng chịu khó, trăm hơn trăm cây mà em một tuần chịu khó về thăm vợ con là cũng được rồi. Dạ, em từng nghỉ có một ngày. Về trong sáng là sao đi sớm đúng không? Dạ, 3 giờ sáng em chạy lên, 7 giờ sáng em vô làm. Trời ơi, cực dữ vậy. Cho anh hỏi này, dạ. Vậy là vợ em ấy hiện nay đi đâu hay mất tích? Dạ, bỏ đi anh, nhưng mà đi thì không có nói cho em biết đi đâu. Điện thoại vẫn vô nhưng mà không có bắt máy cho em nghe. Em nói lớn tiếng được không? Dạ được anh. Vợ đi, bỏ đi đúng không? Bỏ con đi. Bỏ dạ. Ba mẹ, bỏ chồng. Dạ. Đi lâu chưa? Dạ đi nay khoảng 2 ngày, 3 ngày. 2, 3 ngày. Đi buổi sáng hay buổi chiều hay buổi đêm? Dạ đi chắc trưa anh. Trưa là cả gia đình nhà ngủ hay nào? Dạ, thì vợ em kêu em đưa con ngủ, nó phụ mẹ buộc ba cái cãi. Và trong khi đó em đưa hồi em gục khoảng chừng 10-15 phút thì mẹ nói vợ đi rồi nên em chạy ra mà không thấy vợ đâu. Em mới chạy đi tìm. Vợ em dụ em vô nhà cho con đi ngủ. Dạ. Và vợ em ở ngoài là phụ ba mẹ. Dạ. Phụ mẹ đúng không? Dạ. Gọi là phụ mẹ chồng. Dạ. Mẹ vợ đó. À, mẹ vợ. Tại vì không gà em về quê vợ chơi cũng có tình. À. Vậy là mấy bữa nay em về nhà? Mấy bữa nay là ở quê vợ. À. Gọi là về thăm gia đình mà cũng về. Dạ. Thăm con, thăm vợ ha. Dạ. Đang ở bên gia đình vợ chơi. Dạ. Vậy là vợ em là phụ mẹ vợ. Dạ. Mà mẹ vợ là phụ buộc cải, buộc rau ha. Dạ, buộc rau anh, tại mẹ vợ em tầm cải trước á. Rồi nhỏ bán cho người ta đó, rồi vợ em nó phụ buộc với mẹ. Rồi em tưởng vợ em nó phụ vậy. Em mới đưa con ngủ mà lúc đưa con em nằm hồi sao em ngủ quên. Cho anh hỏi này. Vậy là khi mẹ vợ em báo tin á,
là cho em là vợ đi rồi. Dạ, em là vợ em đi bằng cái gì? Là vợ em tối từ sau đi thì có người chở xe ôm lại chỗ xe khách bắt đi, tại vì nhà vợ em sát gần sát mặt lộ. Em cũng tức tốc em dậy em chạy lại cứu vợ em nhưng mà không thấy. Còn là theo như mẹ vợ chia sẻ là vợ em trốn rồi sao? Tại vì nhà phía sau có ruộng, có đường sau đi, đi tắt bông đoạn xíu thì vợ em bước lên lộ chứ không đi cửa trước. Đi cửa trước thì bị phát hiện. Dạ. Trốn đằng sau và bắt xe ôm đi. Dạ, và ra xe khách đi mất. Dạ, bắt xe khách đi mất. Em có biết vợ em đi về hướng nào không? Dạ, đi về hướng thành phố mà. Gần cầu Bình Lợi gì tại bữa. Cầu Bình Lợi. Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mà nhưng mà nghe nó nói với mấy ông anh vậy nhưng mà không biết hiện tại là vợ em có đi đâu không. Vợ em đi có để lại tin nhắn hay là thông tin gì về cho gia đình là vợ đi đâu và làm gì không? Dạ không. Em điện thì không được, nhưng mà mẹ vợ em điện hình như có bắt máy nhưng mà không có nói gì. Vợ em có mang theo tiền bạc không? Tiền dạ, tài sản không? Chỉ có đem theo chiếc điện thoại em mới mua cho vợ em thôi. Còn em mới mua điện thoại cho vợ. À. Em mua nhiêu tiền? Dạ cũng 6 triệu rưỡi. À. Mua cho vợ để vợ xài đúng không? Dạ tại vì điện thoại cũ hôm bữa hai chồng giận nhau á thì em có ném điện thoại của vợ, hư điện thoại vợ nên em mua đàn cái khác. À. Gọi là mà lúc trước là em có vợ em có điện thoại rồi nhưng mà dạ, vì điện thoại cũng cũ mới hai vợ chồng giận nhau. Dạ. Và em ném bỏ. Nó hư thôi. Dạ. Rồi em mua cho vợ khác. Khi mua cho thì vợ có vui vẻ không? Dạ cũng vui á. Nên em suy nghĩ là vợ chồng chắc lúc giận thì vậy thôi. Tới chừng hết giận thì cũng đầm ấm sống ở lại với con. Lo cho con có tương lai tốt. Cho anh hỏi thế này. Dạ. Vợ em đã có ý nguyện hoặc đã bao giờ đã ngỏ ý hoặc có ý định bỏ chồng bỏ con chưa? Dạ nó nhiều lúc nó cũng nghe nó nói nó tính đi làm sống cho thoải mái. Nên em mới cũng phiên. Nói chung là giờ có con có cái rồi, giờ bỏ đi thì không làm gì được thì mắc gì con mà bà ngoại không có giữ rồi, không có lo được cho con trọn vẹn. Nên em kêu nó thôi, ở nhà gán phụ con cho mẹ này kia rồi. Em nói lớn tiếng rồi nè, nhỏ rồi. Em mới kêu nó thôi là ở nhà phụ cho ba mẹ đi rồi chồng đi làm lo cho vợ cho con. Thì em cũng tưởng im im vậy thôi, hay gì nhưng mà vợ em đi hồi nào em không có hay. Tới lúc đi kiếm thì không biết ở đâu hết. Đến giờ phút này em có biết là vợ em đi đâu không? Dạ không luôn á. Vợ đi giờ phút là mấy ngày? Em đi ngày mùng mấy em? Ngày mười mấy? Ngày 13. Ngày 13 tháng 5 2023. Dạ. Hiện nay ba mẹ vợ có đi kiếm không? Ba mẹ vợ có chia sẻ mấy, có động viên em không? Dạ ba mẹ vợ thì cũng qua điện hình như là nói chuyện với vợ em nhưng mà không biết kêu về hay gì đó, nhưng mà vợ em nó không về cũng không có đi kiếm, chỉ có em là đi kiếm thôi. Ba mẹ vợ có chia sẻ là hiện nay vợ em đang ở đâu không? Dạ ba mẹ vợ nói là không biết, là nó vợ em không có nói. Em có mong muốn là vợ quay trở về với em với các con không? Dạ em cũng muốn vợ là nó suy nghĩ lại, coi gì con gì cái quay về với gia đình lo phụ cho gia đình với lại coi con xem đi làm cho anh hỏi này nhé, con của em á, đứa nhỏ là mấy bao nhiêu tháng rồi? Dạ 2 tuổi. À đứa nhỏ 2 tuổi. 2 tuổi là đang uống sữa ngoài đúng không? Ngoài. Thế bây giờ trong những ngày này thì em còn tiền bạc để nuôi con không? Dạ, tại vì hổng gài, nói chung là lúc mà em nghỉ công ty tới giờ đó, là chỉ lãnh lương thất nghiệp thôi. Nên tiền bạc đi tới đi lui anh, với lại mua sữa sùng cho con, với lại vợ chồng cãi nhau nên em chưa có tìm ra được cái việc làm gì để lo cho cuộc sống tốt hơn. Bây giờ có thể là em sẽ gửi ba mẹ vợ hoặc ba mẹ em gửi các con để em tiếp tục đi nào. Còn vợ em các anh sẽ kiếm nhá. Tại vì mẹ vợ em là không chịu giữ đứa nhỏ. Sao vậy? Mẹ nói mắc lo cho ba ở trong kia nên không có. Ba đi đâu? Ba làm ở trong công ty xử lý rác thải. Thế buộc lòng em phải gửi cho hai gia đình, một gia đình em và gia đình bên vợ. Dạ, nhưng mà gia đình bên vợ thì mẹ không có chịu giữ. Không giữ ai hết. Thế thôi bây giờ con mình nuôi vậy thôi chứ bây giờ biết sao. Em thì nhờ ôm con hoài thì cũng là em thì em gửi ba mẹ em á. Mẹ em cứ bị mổ chân giữ lại giữ đứa lớn đưa đi học tới lui á. Bây giờ đưa hai đứa về sợ mẹ em giữ không nào. Mày lên một lòng em phải thuê chứ bây giờ em ở nhà cả gia đình chết đói luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hết cách em phải thuê người thôi. Nhá. Em cũng mong muốn là vợ em nó quay về. Nhưng mà trong thời gian này anh đồng ý như vậy nhưng trong thời gian này vợ chưa về. Dạ. Thì em phải có hướng, em không thể ngồi ở nhà để ôm các con để cho cả gia đình chết đói được. Dạ. Buộc lòng phải ra ngoài để kiếm tiền, yeah, để nuôi con.
khi nào vợ về tính. Yeah. Nhưng em cứ ở nhà bây giờ, nếu vợ em không về, anh nói ví dụ vợ em không về, vợ em xem video này nhưng vợ em quyết định bỏ chồng bỏ con để đi theo người đàn ông khác, thì đến lúc của em chết đói luôn. Em có nghĩ rằng vợ đi theo người đàn ông khác không? Không à. Thế vợ em đang nghĩ vợ đi đâu và tại sao vợ đi mà phải trốn? Em nghĩ là vợ em nó ở với em với con, nhiều khi nó bất cứ với lại cuộc sống nhiều cái cãi vã gì đó, rồi nên nó suy nghĩ là nó đi đâu cho thông thoáng thời gian. Hiện nay anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận rất nhiều thông tin giống em. Yeah. Là vợ buồn này, ở nhà chán này, yeah. Đi đâu đó khuấy khỏa này, yeah. Đi kiếm tiền về phụ chồng phụ con này, vân vân và vân vân. Yeah. Nhưng 99,9% toàn đi theo đàn ông khác. Đây là anh nói thật nghiêm túc vậy. Yeah. Vì vậy anh nói như vậy là không phải nói như vậy là để ngáng nha, không tìm cho em. Yeah. Nhưng anh muốn định hướng cho em để em có yên tâm tư tưởng. Nếu vợ em thực sự không phải bỏ đi để kiếm việc, nha. Yeah. Mà bỏ đi theo người đàn ông khác, yeah. Thì em cũng phải có hướng bản lĩnh em, nghị lực lên, không khóc lóc bùm bùm bù loà chi cả. Yeah. Bởi vì mình tìm được, nhưng mà quan trọng là vợ, khi vợ về vợ có chung thủy mình hay không, nha. Và vợ có muốn sống với mình hay không, muốn sống với các con hay không, đó mới là vấn đề. Còn tìm được nhưng mà cố tình giữ vợ, nhưng mà vợ hàng đêm vợ vẫn tư tưởng nghĩ người đàn ông khác thì mình tìm chi, đúng không? Yeah. Ừ, thì mình cũng phải chuẩn bị tâm lý. Ba mẹ em hiện nay có biết công chuyện này vụ việc chưa? Dạ chưa anh, tại vì em cũng không muốn nói vì sợ vợ em về nhiều khi nó không có như vậy, nhưng mà ba mẹ nhiều khi nghĩ xấu về nó, em không muốn. Tại vì em vẫn nghĩ tốt cho vợ. Dạ. Nói chung là vẫn muốn gọi là bao bọc, dạ, cho vợ. Dạ. Nhưng mà sau hôm nay thì chắc chắn gia đình em và thậm chí các bạn của em, thậm chí người thân hoặc tất rất nhiều người sẽ biết về câu chuyện này. Dạ. Em có sợ không? Dạ, em không sợ, tại vì em chỉ muốn tìm được vợ. Muốn tìm được vợ. Mình chấp nhận, đúng không? Dạ. Em có điều nào em chia sẻ thẳng thắn hơn nữa trên video này, nói chuyện nghiêm túc hơn, video này nói chuyện lớn tiếng này, để hy vọng là vợ em quay trở về hoặc vợ em không về, vợ em cũng phải liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương mời em. Dạ, hôm nay em cũng tìm đến mấy anh hiệp sĩ để giúp đỡ em tìm vợ về, thì cũng có một số lời em muốn nói với vợ em rằng là vợ ơi, là chồng vẫn còn thương vợ rất nhiều, mong vợ suy nghĩ tới tương lai của các con cũng như sau này cho con có cuộc sống tốt hơn, mà quay về lo lắng cho con mình để cho chồng có thể là đi làm lo kiếm tiền để lo cho con sau này nó không có thua kém bạn bè, mong cho các con có được cái tương lai tốt hơn đó. Anh biết rằng em đến giờ phút này còn rất thương vợ. Yeah. Nói chung là thương thì mới đi tìm thôi. Yeah. Ai cũng vậy, cái tâm lý mà. Hiện nay bà Vĩ cũng chưa biết chính xác là vợ đang ở đâu. Anh hỏi lại một câu chuyện tế nhị hơn. Nếu anh em hiệp sĩ Bình Dương đang thông tin nên mà nhận được nguồn tin, hoặc anh em tìm được, biết được vợ em đang sống với người đàn ông khác, có bằng chứng luôn, em còn muốn tìm không? Yeah, tìm. Tìm để làm gì? Tìm để gặp mặt hỏi nhờ em. Hỏi. Hỏi mà vợ em chia sẻ thẳng là tôi hết yêu anh rồi thì em sẽ làm sao? Cũng do duyên số thôi anh. Đành lòng chấp nhận ha. Yeah. Dù rằng thương đau, đúng không? Yeah. Nhưng mà mình phải chấp nhận đối diện sự thật. Yeah. Anh không mong muốn điều đó xảy ra. Yeah. Nhưng câu chuyện đó sẽ có thật. Và không phải riêng một mình em mà còn nhiều người khác đã từng có rồi. Yeah. Rất nhiều câu chuyện khác anh em hiệp sĩ Bình Dương đã cho hai bên gặp mặt tại trong đội. Yeah. Nhưng cuối cùng được hai người về. Yeah. Và có nhiều trường hợp chia tay nhau và chia tài sản tại đây là, yeah, câu chuyện có thật. Thực sự là câu chuyện mà một người mẹ rất trẻ, tuổi đời còn rất non ớt như thế này. Đúng là tuổi này người ta chưa có gia đình, chưa có chồng con. Nhưng mà em và vợ đều hai người lập gia đình, gọi là lấy nhau quá sớm. Yeah. Có thể là suy nghĩ bồng bột, hoặc có thể là nhiều cái đối xử không phải với nhau. Yeah, đúng. Nhưng mà vì vợ em quá nhỏ cho nên là bỏ chồng bỏ con như này, thực sự là các anh em thấy rất đáng tiếc. Tội nhất là các con của em vì quá nhỏ này, chưa hiểu sự gì, chưa biết là tại sao mẹ mình đi đâu, ba mình đi đâu. Yeah. Mẹ mình đang làm gì, đúng không? Yeah. Ừ. Nhiều khi em đi em bỏ chứ em muốn lấy sót, nó khóc, nó nhớ hoài. Em là lần đầu em còn sót, mà mẹ sinh ra mà không sót thì thực sự rất đáng buồn rồi, đúng không? Vì vậy cho nên anh muốn em yên tâm tư tưởng để chuẩn bị kiếm một công việc ở đó đi. Còn vợ em đi, nếu không về mà không rõ ràng thì mình cũng phải tính cách của mình. Yeah.
không nên tìm kiếm hoài. Có nhiều người tìm kiếm trong sự đau khổ suy sụp, vợ thì không thấy, con thì ở nhà mong, tinh thần sức khỏe là suy sụp, mất công mất việc luôn em nhé. Rồi em còn điều là muốn chia sẻ trên video này không? Thì em cũng mong là mọi người cộng đồng mạng được chia sẻ giúp em với lại các anh hiệp sĩ giúp em đi tìm việc làm về cho đoàn tụ với gia đình chị. Em hãy nói thẳng thắn hơn nữa để cho mọi người biết rõ tên tuổi vợ con em. Dạ em tên là Triệu Thị Trúc Linh. Đi nay cũng 2-3 bữa vậy. Nguyên quán ở đâu? Dạ, quê ở Sóc Trăng anh. Ồ, quê Sóc Trăng. Dạ. Vợ em người Khmer hay người Kinh? Dạ, dạ em là người Khmer anh. Ồ trời ơi. Thua, anh tưởng là thua. Oh my god luôn. Này thua em ơi. Anh nói chung là người ở đâu thì người nhé, tỉnh nào thì tỉnh, ở đâu cũng người đặc biệt và cũng người cá tính và người hiền, nhưng mà các anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng đã mắc lừa nhiều nhá. Anh nói như vậy thôi, còn em hiểu đến đâu là cái việc của em nhá. Anh rất tôn trọng tụi em đến đây, anh sẽ giúp, anh không coi thường bất kể ai cả, ai cũng đều là con người nhá. Thế nhưng mà anh rất đến làm tiếp trong thời gian vừa qua, anh đã giúp một gia đình người Khmer ở Sóc Trăng, cùng của anh em tắt điện toàn cầu luôn nhá, sập nguồn và tắt điện toàn cầu. Sau này em nếu em tìm hiểu nhiều thì em sẽ biết hơn, thôi anh không giải thích nhiều. Thôi cuối video này anh xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ của Bình Dương, anh chúc em cùng với gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới sớm nhất có thể vợ em suy nghĩ lại, vợ em thương các con, vẫn quay trở về cùng với con này em nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện ra thông tin một người phụ nữ lêu hình tuổi đời rất trẻ này, 2K2 mà đang bỏ hai người con rất trẻ này, bỏ chồng, thì liên hệ với anh em đội hiệp sĩ của Thành Dương theo số điện thoại là 0913785858 để các anh em tìm cách nào khuyên em gái này quay trở về cùng với gia đình. Bởi đây là một trong những câu chuyện thấy nó vô cùng đặc biệt, rất đáng tiếc xảy ra nhé. Em có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ của Thành Dương chia sẻ video này lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ? Em đồng ý. Đồng ý nha. Em chia sẻ này hoàn toàn có đúng sự thật để tìm vợ không? Có đúng vợ em chưa? Dạ đúng vợ em. Đúng vợ em ha. Rồi. Các anh em sẽ cố gắng hết sức đăng tải nhanh nhất có thể để giúp em tìm vợ ha. Dạ. Rồi. Chúc em luôn thành công ha. Dạ. Rồi. Kính thưa cô chú anh chị bạn, cho phép công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ của Thành Dương xin kết thúc cuộc trò chuyện đây. Và hiện nay là bây giờ cũng 12 giờ hơn rồi. Mà hiện nay thì còn rất nhiều các cô chú anh chị đang chờ anh em đội hiệp sĩ của Thành Dương tiếp tục ghi hình để đăng tải, anh em tiếp tục còn hành quân lên đường để tìm kiếm những thông tin để xem là giúp được tất cả mọi người như thế nào. Hy vọng là cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video đội hiệp sĩ của Thành Dương. Xin thân ái và chào hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo ạ.